Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Ukraine lần đầu bắn HIMARS vào lãnh thổ Nga sau khi Mỹ mở đường. Chưa đến một ngày sau khi Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine tấn công vào khu vực biên giới với Nga, Kiev đã sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu của Moscow trên lãnh thổ nước láng giềng. Ký Post đưa tin, lực lượng Ukraine đã hành động chưa đầy 24 giờ sau khi được Mỹ, Anh, Đức, Pháp bật đèn xanh cho phép tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí viện trợ. Theo truyền thông Ukraine, Kiev đã bắn ra hàng chục rocket phóng loạt tầm xa dẫn đường chính xác vào lãnh thổ Nga, hệ thống pháo binh hạng nặng, nơi tập trung quân và ít nhất một cây cầu lớn dường như là mục tiêu của các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện từ sáng sớm ngày 2 tháng 6 các quan chức Nga xác nhận các cuộc tấn công đã diễn ra và các phương tiện truyền thông lớn của Nga cho biết vũ khí được sử dụng là tên lửa M-42 từ bệ phóng M-270 và bệ phóng HIMARS. Cả bệ phóng và đạn dược Ukraine dùng trong cuộc tấn công đều được sản xuất tại Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31 tháng 5 tuyên bố sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ bắn vào lãnh thổ Nga. Quân đội Ukraine hôm 3 tháng 6 xác nhận các cuộc tấn công xuyên biên giới đã diễn ra và các mục tiêu quân sự Nga đã bị tấn công nhưng không công bố chi tiết các phương tiện truyền thông lớn của Nga cho biết lực lượng Ukraine dường như đã sử dụng tên lửa M-42-122mm, một số được trang bị đạn chùm trong các cuộc tấn công xuyên biên giới. Truyền thông Nga tuyên bố hầu hết tất cả các tên lửa công nghệ cao của Mỹ sản xuất đều bị bắn hạ. Trong khi đó, những thông tin nói rằng vụ tấn công của Ukraine dường như đã gây thiệt hại cho một căn cứ quân sự kho vũ khí hạng nặng ở huyện Korochansky, thành phố Belgorod của Nga. Truyền thông Ukraine cũng công bố những hình ảnh mà họ cho rằng Ukraine đã tấn công vào hệ thống phòng không S-300 trên S-400 của Moscow trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố hôm 2 tháng 6 xác nhận đã khai hỏa bệ phóng HIMARS đặt ở Kharkov vào Nga, nhưng Washington vẫn cấm các cuộc tấn công sâu hơn vào Nga dùng tên lửa ATACMS. Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO về viễn cảnh căng thẳng leo thang khi phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga quyết định của tổng thống joe biden cho phép ukraine sử dụng vũ khí của mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng sau những cảnh báo từ moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu ông dmitry medvedev cựu tổng thống nga và hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nước này gọi quyết định của tổng thống biden là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước nato trực tiếp kiểm soát đây không phải là hỗ trợ quân sự đây là tham gia vào cuộc chiến chống lại chúng tôi ông medvedev nói đồng thời cảnh báo nga sẽ phá hủy bất kỳ vũ khí phương tây nào được sử dụng để tấn công nước này cả ở ukraine và lãnh thổ của các quốc gia khác chiến sự Ukraine 4 tháng 6, điềm báo Kiev vỡ trận và sự sụp đổ ở Cha Gia. Lực lượng Kiev ở Cha Gia đang chịu sức ép cực lớn và việc quân đội Nga áp đặt các trận chiến trong thành phố dường như là một điềm báo về sự sụp đổ trên phòng tuyến cứng nhất tiếp theo của Ukraine. Nga hình thành gọng kìm lớn bao vây Ukraine. Kênh Jerome đưa tin, giữa lúc Ukraine rút nhiều lực lượng ở miền Đông và miền Nam lên trấn thủ biên giới phía Bắc Kharkov, chớp thời cơ, Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công tạo thành gọng kìm lớn hơn vào Ukraine. Dường như Ukraine đang tiếp tục lún sâu vào thế bị động, vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia bởi nguồn lực của họ có hạn mặt trận Kharkov rất căng thẳng và hỗn loạn. Kênh Suri đưa tin tình hình mặt trận Đông Bắc Kharkov rất căng thẳng, giao tranh bên trong trung tâm thành phố Volchansk rất phức tạp và hỗn loạn, quân Nga không thể kiểm soát nhà máy tổng hợp Volchansk, trong khi từ phía Nam có vẻ như quân Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự mạnh. Nga chiếm được loạt chiến hào phía Đông Robotino. Kênh Suri đưa tin trên mặt trận Zaporizhia, trong 10 ngày qua quân đội Nga đã chiếm được một loạt các chiến hào của Ukraine ở phía Đông thị trấn Robotino. Foreign Policy, quân đội Ukraine cần gấp một cuộc phản công. Foreign Policy nhận định, để sau này có thể đàm phán ở thế mạnh hơn, lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã cố gắng phản công quân đội Nga ở khu vực Kharkov. Những thành công về mặt thông tin được hỗ trợ bởi ít nhất điều gì đó tích cực trên chiến trường là cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Gần đây, lực lượng Kiev liên tiếp phải hứng chịu những thất bại. Nếu tình hình không sớm thay đổi, phương Tây sớm muộn cũng sẽ ngừng hoặc cắt giảm triệt để sự hỗ trợ. Vì vậy, việc chứng minh sự thành công là cần thiết để duy trì viện trợ cũng như cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Trong mọi trường hợp, Ukraine rất khó đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng những thành công cục bộ ở mặt trận được tăng cường bởi sự hỗ trợ của phương Tây có thể củng cố vị thế đàm phán của Ukraine. Điềm báo về sự sụp đổ của Ukraine ở Chashopya Kênh Ria đưa tin gánh nặng gấp 3 lần đối với lực lượng vũ trang Ukraine ở Chashevya và việc quân đội Nga áp đặt các trận chiến trong thành phố như một điềm báo về sự sụp đổ của phòng tuyến cứng nhất tiếp theo của Ukraine. Sau khi lực lượng Moscow tiến vào bờ Tây của kênh Shevetsky Donetsk, Donbass và dọn sạch Leschivka, tình hình ở khu vực Chashevya đối với nhóm Ukraine trở nên rất khó khăn. Giờ đây, họ phải cố gắng kìm hãm cuộc tấn công của Nga từ ba hướng cùng một lúc, từ phía Bắc, phía Nam và phía Đông, xem xét sự di chuyển của quân đội nga dọc theo phần đất liền của kênh đào phía bắc gia đặc điểm cảnh quan và địa lý của các công sự phòng thủ của đối phương kế hoạch đánh vỗ mặt trực tiếp vào trung tâm thành phố cuối cùng sẽ sớm được họ thực hiện tất nhiên quân đội nga vẫn cần chuẩn bị cho một trận tổng tấn công giành thành phố nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra và chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của ukraine khi lực lượng moscow tiến vào trung tâm thành phố ukraine sẽ cảm thấy thiếu nhân lực ở gia ngoài ra mọi nỗ lực chống lại đến xung kích nga trong các thành phố thường xuyên kết thúc với thất bại thuộc về Kiev. Ví dụ điển hình nhất là những trận chiến như vậy là Bad Mút và gia có thể sẽ phải chịu chung số phận. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine căng thẳng theo hướng Serbets. Uran Scarab đã đưa tin báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tính đến 23 giờ ngày 3 tháng 6 cho biết 126 cuộc đụng độ đã xảy ra ở mặt trận trong ngày căng thẳng theo hướng Serbets. Báo cáo có đoạn, tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ trong vòng 24 giờ qua đã tấn công 5 khu vực tập trung quân, 4 hệ thống phòng không và 1 hệ thống pháo binh. Trong ngày, Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng 6 quả đạn và 37 cuộc không kích sử dụng 51 máy bay tấn công, đồng thời triển khai 359 UAV. Ngoài ra, đối phương đã thực hiện hơn 2.100 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Được biết, trên hướng Kharkov, Nga đã tấn công 6 lần vào các vị trí của Ukraine ở Lipsy và Vongchans. Theo hướng Kubiansky, căng thẳng vẫn còn ở khu vực Berestovoy và Stelmakovka. Ý định tiến về Siklovka, Nesky và Tenov của đối phương đã thất bại, tình hình nằm trong sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ. Báo cáo viết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở hướng Bắc, Ramatos, Borovsky, Kuraskovsky, Obrekov và TNDB. Ukraine có thể kích động xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga, kế hoạch bất ngờ của ông Biden với Kiev. Ukraine có thể kích động xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga, Hãng tin TASS dẫn lời chuyên gia Mỹ giấu tên khi bình luận về quyết định cho Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ vào lãnh thổ Nga. Ukraine có khả năng bất chấp các điều kiện sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ nhằm cố gắng kích động cuộc xung đột vũ trang công khai giữa Moscow và Washington, đồng thời trực tiếp lôi kéo Mỹ vào hành động chống Nga. Động thái của Tổng thống Biden thể hiện nỗ lực củng cố hệ thống phòng không đang suy yếu của Ukraine ở Kharkiv, đồng thời tìm cách tránh sự leo thang triệt để sẽ xảy ra sau các cuộc tấn công vào Moscow hoặc cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, chuyên gia Mỹ nhận định. Theo chuyên gia Mỹ, Washington hy vọng Moscow sẽ thể hiện sự kiềm chế, giống như trường hợp của các hình thức hỗ trợ trước đây của Mỹ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi không tính đến mọi thứ khác, vẫn có nguy cơ chính phủ hoặc quân đội Ukraine sẽ phất lờ những hạn chế do chính quyền Tổng thống Biden đặt ra và tấn công sâu vào Nga nhằm kích động cuộc đối đầu giữa hai bên. Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận chính quyền Mỹ đã đồng ý cho Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ vào lãnh thổ Nga. Ngày hôm sau, nội các Đức tuyên bố, vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga ở Kakip. Tuy nhiên, hiện tại không có sự thống nhất giữa các nước phương Tây về việc hạn chế sử dụng vũ khí của họ ở Ukraine. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, toàn bộ vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát và những hành động như vậy có thể là nguyên nhân dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa từ Nga. Hé lộ kế hoạch bất ngờ của ông Biden đối với Ukraine theo tờ American Conservative, chính quyền Tổng thống Biden muốn đóng băng xung đột ở Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden chỉ muốn giữ nguyên tình hình ở Ukraine cho đến cuộc bầu cử tiếp theo. Khi đó, Ukraine sẽ trở thành vấn đề của ông Trump hoặc các bên lại nghĩ đến khả năng giải quyết hòa bình. Ông Anatoly Levin, giám đốc chương trình Á Âu tại Viện Quincy của Mỹ nhận định, tờ American Conservative lưu ý, vì những lý do đó, Washington buộc phải ngăn chặn sự sụp đổ của Ukraine, đồng thời không để xung đột leo thang đến mức Nga có thể phản ứng gay gắt. Ukraine đang trở nên yếu hơn khi áp lực của Nga đối với Ukraine ngày càng tăng. Việc đi theo đường lối như hiện tại ngày càng trở nên khó khăn hơn, ông Levin nói thêm. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, các nước NATO đang cố tình bước vào vòng căng thẳng mới, kích động Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa. Ông nhấn mạnh, động thái này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả và cuối cùng gây thiệt hại lớn cho lợi ích của những quốc gia đã đi theo con đường leo thang xung đột. Nga tấn công tầm sao quy mô lớn, phá hủy cơ sở năng lượng kho vũ khí của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã triển khai hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng và kho chứa thiết bị phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo hãng tin RT, trong tuyên bố hôm 1 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vũ khí phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao đã được sử dụng trong đợt tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine chuyên hỗ trợ cho hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra, đợt tấn công cũng nhằm vào các kho chứa vũ khí do phương Tây sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được tất cả mục tiêu đều đã bị tấn công. Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, đợt tấn công mới nhất là phản ứng trước những nỗ lực của Kiev nhằm vào các cơ sở năng lượng và vận tải của Nga. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các nhà máy chế biến dầu ở một số khu vực của Nga. Hôm 31 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belosov cho biết, một cuộc tấn công của Ukraine có sự tham gia của 10 tên lửa ATAK do Mỹ cung cấp đã nhắm vào cây cầu Crimea. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ được toàn bộ số tên lửa này. Chính quyền Ukraine cũng đã lên tiếng xác nhận những thiệt hại do đợt tấn công của Nga gây ra. Trong đó, Urenego, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết, các cơ sở năng lượng ở 5 khu vực đã bị tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, cuộc tấn công của Nga có sự tham gia của hơn 50 tên lửa các loại và khoảng 50 máy bay không người lái. Theo ông, hầu hết vũ khí Nga đã bị bắn hạ. Ông cũng nhắc lại lời đề nghị muốn phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không và máy bay. Tổng thống Zelensky còn công bố đoạn video về vụ cháy ở một cơ sở sản xuất điện không xác định. Các quan chức vùng Elvip, cực Tây Ukraine cho biết, 6 tên lửa của Nga đã bắn trúng 3 cơ sở năng lượng quan trọng nhưng không có thương vong. Một video được Strana chia sẻ cho thấy, một vụ nổ mạnh xuất hiện ở thành phố Stry, thuộc vùng Elvip. Thành phố Stry là nơi tọa lạc của một cơ sở lưu trữ khí đốt quy mô rất lớn và một sân bay quân sự. Công ty năng lượng Ditech của Ukraine cũng cho biết hai nhà máy nhiệt điện của công ty đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Nga. Trong những tuần gần đây, Nga đã liên tiếp tấn công vào các mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và mất điện luân phiên. Moscow nhiều lần khẳng định chỉ tấn công vào những cơ sở của Ukraine hỗ trợ cho hoạt động quân sự, chứ không phải dân thường. Xung đột Nga-Ukraine ngày 2 tháng 6, Ukraine nói nhà máy thủy điện Dnipro gặp nguy hiểm sau cuộc tấn công của Nga. Nhà máy thủy điện Dnipro đang trong tình trạng nguy hiểm sau cuộc tấn công của Nga vào đêm 31 tháng 5, dạng sáng ngày 1 tháng 6. Các quan chức đang xem xét liệu việc mở đập cho xe cộ qua lại có an toàn hay không. Quan chức quân sự vùng Zaporizhia Ivan Fedorov cho biết trên đài truyền hình Ukraine ngày 24 tháng 7. Nhà máy Dnipro hiện đang trong tình trạng nguy hiểm, nó không thể sản xuất điện. Giao thông qua sông Dnipro bị đình trệ nên việc di chuyển của người dân địa phương bị hạn chế. Có hai cây cầu khác được sử dụng để qua sông. Việc này sẽ kéo dài đến hết tuần. Ông Fedorov cho biết chính quyền địa phương sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia để xem xét liệu việc mở đập cho xe cộ qua lại có an toàn hay không. Lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovorod và Ivano-Frankivsk trong đêm 31 tháng 5, dạng sáng ngày 1 tháng 6. Đập thủy điện Dnipro đã bị đóng từ thời điểm đó. Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho các bên trong xung đột Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân cho biết, tại diễn đàn đối thoại shangri rằng Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine và kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hóa đa dụng. Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột. Chúng tôi đã thiết lập quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có thể gây căng thẳng tình hình. Ông nói thêm rằng, Trung Quốc luôn giữ quan điểm đáng tin cậy về vấn đề Ukraine và ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình. Nga bắn hạ nhiều máy bay không người lái ở vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 6 tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ các máy bay không người lái trên vùng Kursk, Belgorod và biển Azov. Không có thiệt hại nào được ghi nhận. Cùng ngày, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 24 trong số 25 máy bay không người lái mà Nga phóng trong đêm 1 tháng 6, dạo sáng ngày 2 tháng 6. Ngoài ra, quân đội Nga còn phóng một tên lửa hành trình Iskander-K từ Crimea nhằm vào Kakip và một tên lửa phòng không S-300 từ Donetsk. Ukraine bắt đầu tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống pháo binh M142 HIMARS. Ukraine bắt đầu sử dụng hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Các mảnh đạn của hệ thống pháo binh M142 HIMARS đã được phát hiện ở vùng Belgorod, theo Aviapro. Tờ Aviapro hôm 1 tháng 6 đã công bố một số hình ảnh và cho biết, tại khu vực Belgorod, các lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa từ hệ thống pháo binh M142 HIMARS của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 1 tháng 6, bộ này cho biết, trong vòng 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 62 máy bay không người lái của Ukraine, 14 quả đạn pháo HIMARS MLRS và 3 quả bom dẫn đường Hammer. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy 607 máy bay chiến đấu Ukraine, 274 máy bay trực thăng, 24.964 máy bay không người lái và 525 hệ thống tên lửa phòng không, 16.219 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. 1.326 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.998 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 22.182 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Được biết, ngày 30 tháng 5, Mỹ đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống pháo binh HIMARS tấn công các mục tiêu ở Nga nằm gần biên giới với Kip, tuy nhiên Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC và các loại vũ khí tầm xa khác do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Nga nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thay đổi được cục diện mà chỉ làm căng thẳng leo thang. Những hành động như vậy có thể được coi là một sự đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Nga. Moscow sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Cơ sở năng lượng Kiev bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga. Ukraine tuyên bố chặn tên lửa hành trình và 4 UAV từ sát Nga nhằm vào Kiev, nhưng mảnh vỡ đã làm hư hại hạ tầng năng lượng thành phố. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng nay triển khai một tên lửa hành trình Iskander K và bốn máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed 136 trên 131 nhằm vào thủ đô Kiev, đồng thời phóng 5 quả đạn từ hệ thống phòng không S-300 trên 400 để tấn công mục tiêu ở tỉnh Kharkov. Lực lượng phòng không đã bắn hạ tên lửa Iskander K trên vùng trời Kiev cùng bốn máy bay Shahed ở ranh giới tỉnh Kiev, Zaporizhia và Dnipro. Cơ quan này cho hay nhưng không đề cập tới 5 quả đạn S-300 trên 400. Shekhi Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kyiv, trước đó tuyên bố toàn bộ mục tiêu trên không đều bị đánh chặn và không có người bị thương, nhưng mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm hư hại hạ tầng năng lượng và lưới điện của thủ đô Ukraine. Công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine nói rằng đoàn tập kích đã phá hủy một cơ sở năng lượng và làm hư hại mạng lưới truyền tải điện ở quận Holodzivsky phía nam Kyiv, năng lượng tại khu vực này đã được khôi phục nhờ các nguồn cung cấp dự phòng nhưng một số khu dân cư và doanh nghiệp vẫn bị mất điện cuộc tấn công có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những đòn tập kích lớn vốn huy động hàng chục tên lửa và uav nhằm vào kiev và các tỉnh miền trung miền tây ukraine trước đó bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin Nga liên tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine bằng UAV và tên lửa kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 4 nói các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch phi quân sự hóa của Moscow. Ông thêm rằng hoạt động này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu khi xung đột bước sang năm thứ ba. Ukraine tập kích trong đêm kho dầu Nga bốc cháy. Quan chức Nga thông báo kho dầu tại vùng Krasnodar ở miền nam bốc cháy sau trận tập kích UAV trong đêm của Ukraine. Phòng không Nga đẩy lùi đợt tập kích bằng phương tiện bay không người lái drone quy mô lớn nhằm vào một số thành phố tại vùng Krasnodar trong đêm. Tất cả mục tiêu đều bị bắn rơi. Lãnh đạo vùng Krasnodar Vinyamin Konraev ngày 31 tháng 5 cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm những chiếc drone bị rơi tại thành phố Novorossiysk thông tin sơ bộ cho thấy khu vực này không chịu thiệt hại hay ghi nhận thương vong tuy nhiên tình hình ở thị trấn teriut nghiêm trọng hơn theo ông conrativ ba bồn chứa sản phẩm dầu mỏ bị hư hại và bốc cháy trận hỏa hoạn được xếp vào loại phức tạp cao ông nói truyền thông ukraine công bố ảnh chụp một đám cháy trong đêm tại khu vực dường như nằm sát biển cho biết cơ sở này là kho dầu nga tại tỉnh rasnoda bị trúng đòn tập kích Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp vùng Rasnoda vài tiếng sau thông báo đã dập tắt được ngọn lửa tại kho dầu ở thị trấn Temriut. Giới chức địa phương cho biết có 3 người bị thương trong sự cố. Ukraine gần đây tăng cường tập kích các tỉnh giáp biển và miền trung nước Nga bằng drone hoặc máy bay không người lái UAV. Trận tập kích ngày 29 tháng 5 khiến một đơn vị thuộc nhà máy lọc dầu ở thị trấn slaviansk Kubani thuộc vùng Rasnoda bị hư hại. Mỹ nêu lý do Nga mất đà tiến ở Kharkov. Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhận định chiến dịch Kharkov của Nga đang chậm lại vì vấp phải phòng tuyến chắc chắn hơn và việc Mỹ nới vòng kim cô cho Ukraine. Chiến dịch Kharkov của Nga vẫn tiếp tục, song đã chậm lại một chút, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3 tháng 6 nhận định. Ông cho biết sau khi đột phá qua các lớp phòng tuyến của Ukraine gần biên giới, chiến dịch Kharkov của Nga đã mất đà tiến vì hai lý do. Đầu tiên, lực lượng Nga đang phải tiến đánh các lớp phòng tuyến vững chắc hơn của Ukraine. Chúng vốn được Ukraine gấp rút xây dựng trong nhiều tháng sau đợt phản công thất bại để đối phó khả năng Nga mở hướng tiến công mới. Lý do tiếp theo là Mỹ gần đây thay đổi chính sách, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nước này tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga gần tỉnh Kharkov. Quyết định này được đánh giá là nới vòng kim cô cho quân đội Ukraine khi Nga tận dụng điều này để tập hợp quân cho chiến dịch Kharkov. Ông Austin cho biết Ukraine giờ có thể tấn công vị trí Nga chuẩn bị lực lượng và vũ khí cho chiến dịch tiến công qua biên giới bằng vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, các quy tắc vẫn chưa hoàn toàn thay đổi khi Ukraine chỉ được tập kích khu vực ven biên giới với tỉnh Kharkov và không được dùng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Chính sách của chúng tôi với đòn tập kích tầm xa vào Nga không đổi, theo ông Austin. Nga ngày 10 tháng 5 mở chiến dịch Kharkov và nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 31 tháng 5 cho biết lực lượng Nga buộc Ukraine phải rút lui 8-9 km trên nhiều khu vực quan trọng thuộc tỉnh Kharkov. Ukraine đang chật vật đối phó cùng lúc với chiến dịch Kharkov và các đợt tiến công liên tiếp của Nga trên chiến tuyến dài 1.000 km. Gối viện trợ quân sự 61 tỷ USD mà Mỹ mới thông qua khắc phục phần nào vấn đề thiếu đạn dược, song quân đội Ukraine vẫn chưa giải được bài toán tuyển quân. Lính Nga bị đầu độc ở Mariupol, Ukraine đẩy mạnh chiến tranh du kích, khiến quân Nga nâm nớp lo sợ. Phong trào kháng chiến ATES của Ukraine cho biết, bốn binh sĩ Nga, bao gồm cả sĩ quan thuộc cơ quan nội vụ của Cộng hòa chân dân Donetsk, từ xương ở Mariupol đã bị quân du kích Ukraine đầu độc. Theo ATES, bốn nạn nhân đã thiệt mạng ở Mariupol do ngộ độc rượu. ATES là một phong trào du kích quân sự được người Ukraine và người Tatars ở Rim hành lập để ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga mục tiêu của họ là làm suy yếu quân đội nga bằng cách xâm nhập và tiết lộ thông tin về các vị trí kho hàng binh lính trang thiết bị và tiến hành các hoạt động phá hoại nhắm vào quân đội và chính quyền nga ở các vùng lãnh thổ moscow kiểm soát theo Ates, nhiều binh sĩ Nga được cho là trở nên nghiện các loại đồ uống có cồn của địa phương mà họ được tài trợ để đối phó với tình trạng trầm cảm trong bối cảnh tổn thất nặng nề và nỗi lo sợ thường xuyên về các cuộc tấn công của Ukraine. Chính điều này đã tạo điều kiện cho lực lượng du kích Ukraine dễ dàng đầu độc họ bằng rượu. Bị xa lầy trên chiến trường, trên lệch tương quan lực lượng, Ukraine đã chủ trương mở rộng chiến tranh du kích để đẩy xung đột sang lãnh thổ Nga. Hiệu quả của chiến tranh du kích có thể không làm thay đổi được cục diện, nhưng được kỳ vọng sẽ làm tiêu hao lực lượng Nga. Chiến lược gián tiếp này buộc Nga phải phân tán lực lượng, nguồn lực để đối phó với thách thức trên mọi mặt trận và khiến cuộc tấn công của Nga tốn kém hơn. Ukraine kể từ đầu năm 2024 đã tiến hành chiến lược chiến tranh du kích 1.000 lá cắt, bao gồm các vụ xâm nhập, tấn công trên đất Nga và các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Ông Michael Kaufman, nhà nghiên cứu tại Viện Katnye, nhận định rằng nếu Ukraine có thể trụ được trong năm 2024 với sự đóng góp đáng kể từ các hoạt động chiến tranh du kích, chưa chắc lợi thế hiện nay của Nga trong cuộc chiến tranh sẽ gia tăng mà có thể suy giảm theo thời gian. Tên lửa Ukraine chọc thủng phòng thủ kiên cố của Nga tấn công phà ở Crimea. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo quân đội nước này đã tập kích thành công phà kết tại bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm 29-30 tháng 5 lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công và kết bằng hệ thống ATACMS vào đêm qua. Và này là phương tiện được Nga tích cực sử dụng để tiếp tế cho quân đội đóng tại bán đảo Crimea. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 30 tháng 5. Đáng chú ý, khu vực bị tấn công vốn được bảo vệ bằng các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, bao gồm Banzer, Tors và Triumph. Tuy nhiên, Kiev đã thành công trong việc sử dụng loại tên lửa được sản xuất từ những năm 90 để xuyên thủ lớp phòng thủ chắc chắn của Moscow. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hai chiếc phà vận tải của Nga đã bị hư hại đáng kể sau vụ tấn công. Một chiếc đã bị mắc cạn, gây cản trở tuyến lưu thông trên toàn bộ khu vực phà két. Hình ảnh được trang Radio Liberty công bố cho thấy một chiếc phà được cho là đã bị đắm tại cảng Keshchivich. Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Nga ủng hộ Trung Quốc từ chối dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Nga cho biết ủng hộ Trung Quốc từ chối tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine vào tháng tới tại Thụy Sĩ, vì việc tổ chức một sự kiện như vậy mà không có sự tham gia của Moscow là vô ích. Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15-16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock. Các cuộc đàm phán được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên tham dự. Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Hội nghị này được cho là sẽ xoay quanh thảo luận công thức hòa bình được Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 và bồi thường chiến tranh, và Nga đã không được mời tham dự. Reuters sáng 31 dẫn các nguồn thạo tin ngày 31 tháng 5 cho hay Trung Quốc đã xác nhận sẽ không tham dự hội nghị này do không đáp ứng các yêu cầu của Bắc Kinh, trong đó có yêu cầu phải có sự tham gia của cả Nga và Ukraine người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nói với các phóng viên rằng quyết định của trung quốc cho thấy bắc kinh hiểu rằng việc tổ chức một sự kiện như vậy mà không có nga sẽ là vô nghĩa trung quốc đã nói ngay từ đầu rằng việc duy trì các định dạng như vậy mà không có sự tham gia của nga là vô ích ông peskov nói theo ông tìm kiếm một lối thoát trong cuộc xung đột ukraine mà không có sự tham gia của nga là hoàn toàn phi logic vô ích và lãng phí thời gian Trung Quốc đã tuyên bố điều này ngay từ đầu và ở đây. Về mặt này, quan điểm của chúng tôi hoàn toàn giống Bắc Kinh. Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận này. Ông nhấn mạnh thêm. Ông Zelensky đến Thụy Điển ký thỏa thuận an ninh dự shangri -La ở Singapore. Ông Zelensky đã đến Thụy Điển ngày 31 tháng 5 dự kiến ký kết 3 thỏa thuận an ninh song phương trước khi đến Singapore dự đối thoại shangri -La. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine đang ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển để tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine Bắc Âu lần thứ ba. Ông Zelensky dự kiến gặp Thủ tướng Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Iceland, cũng như Tổng thống Phần Lan. Đây đều là các quốc gia thành viên NATO ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, trong đó, Đan Mạch và Phần Lan đã ký kết thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm với Ukraine, lần lượt vào tháng 2 và tháng 4. Trong tháng này, Thụy Điển đồng ý hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine với tổng số tiền 75 tỷ krona Thụy Điển, tương đương với hơn 7 tỷ USD trong vòng 3 năm. Những tuần gần đây, Na Uy đang đàm phán với Ukraine để ký kết thỏa thuận an ninh song phương, các nhà lãnh đạo tại hội nghị ở Stockholm sẽ thảo luận về cách các nước Bắc Âu có thể tăng sản xuất đạn dược và đóng góp vào việc tăng cường sản xuất vũ khí của Ukraine. Rồi Stockholm, ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, hay còn gọi là đối thoại Shangri-La tại Singapore vào cuối tuần này. Đây là hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, nơi dự kiến sẽ thảo luận về việc hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân đều tham dự. Hai nguồn tin của Reuters cho biết ông Zelensky sẽ phát biểu tại đối thoại shangri vào 1 tháng 6. Hiện chưa có bên nào lên tiếng xác nhận thông tin này. Đoàn đại biểu Nga đã không tham dự đối thoại shangri kể từ năm 2022. EU lên kế hoạch B cho Ukraine, đổi đất lấy hòa bình. Tờ báo Anh The Independent cho biết Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch B cho Ukraine, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ mất đi lãnh thổ. The Independent nhấn mạnh Kế hoạch B của châu Âu đối với cuộc xung đột ở Ukraine là kế hoạch bất thành văn và bị cấm đề cập đến trên các phương tiện truyền thông vì không chỉ là người Ukraine mà ngay cả các đồng minh phương Tây của Kiev cũng không thích nó. Trên thực tế, phương án dự phóng như vậy chính là một kế hoạch rút lui của chính phương Tây khỏi cuộc chiến này, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ đơn độc trong cuộc đối đầu với Moscow. The Independent cho rằng kết quả này là một sự che đậy thất bại và một nỗ lực để giữ thể diện. Phép tính đơn giản này cho tương lai gần được đưa ra bởi thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người từng thừa nhận rằng bà không biết điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch hậu thuẫn cho Ukraine của Liên minh thất bại. Chính trị gia Estonia nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng chính quyền nước này đã kêu gọi các thành viên khác trong khối NATO quyên góp 1% GDP của họ để hỗ trợ cho Kyiv, do mối đe dọa hiện hữu sẽ xuất hiện ở biên giới của khối quân sự này nếu một khi Ukraine thất thủ. Bà Kajakalas chắc chắn rằng nếu tất cả các nước NATO đều làm điều này thì Ukraine sẽ thắng trong cuộc xung đột. Theo bà, trong điều kiện tốt nhất, kế hoạch B có thể là việc Kyiv thành công gia nhập NATO. Ngay cả khi Kyiv không còn giữ được bất kỳ lãnh thổ nào, đó cũng có thể gọi là một chiến thắng. Theo lý luận của bà, giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga ở Ukraine không chỉ là vấn đề giành lại được lãnh thổ. Nếu Kyiv được gia nhập NATO, dù không có lãnh thổ thì đó vẫn sẽ được coi là thắng lợi vì họ được đặt dưới sự bảo trợ của khối quân sự phương Tây vị nữ chính khách này cho biết phương tây không có kế hoạch dự phòng nếu nga thắng khi đó khối này sẽ ngừng tập trung vào kế hoạch a tức là kế hoạch viện trợ cho ukraine với vị thế của một trong những chính trị gia quyết liệt nhất châu âu bản kế hoạch của thủ tướng estonia giống như sự khởi đầu cho quá trình chuẩn bị tâm lý cho kiev về việc đổi lãnh thổ cho nga để được vào nato và nhận sự bảo trợ của liên minh phương tây theo chuyên gia trên thực tế phương Tây đã bắt đầu tìm kiếm một lối thoát để có thể vừa giữ thể diện mà không phải thừa nhận thất bại và mang lại một số kết quả, ngay cả khi chúng không đáng kể về mặt chiến lược và chiến thuật. Cuộc trao đổi được mô tả thậm chí còn giống một sự thỏa hiệp một cách mơ hồ với Moscow, nhưng đối với phương Tây không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky lo ngại về tình hình chiến trường khi áp đít cả sụp đổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phương Tây đang tỏ ra ngày càng lo ngại sau khi Nga nắm quyền kiểm soát ca Chuyên gia người Anh Alexander Mercury cho biết trên kênh YouTube. Đặc biệt đối với Tổng thống Zelensky và những đồng minh của ông ấy, sự lo lắng hiện đã đạt đến mức cao trào, chuyên gia Mercury cho biết. Theo ông Mercury, tất cả các nước phương Tây đều lo ngại về năng lực ngày càng được củng cố của Nga. Họ tin rằng nước Nga sẽ suy yếu và thậm chí có thể tàn giã hoặc sẽ có sự thay đổi chế độ. Và vấn đề nước Nga mà họ đã cố gắng giải quyết trong 300 hoặc 400 năm qua cuối cùng sẽ biến mất. Bây giờ họ sợ hãi trước khả năng mọi thứ sẽ kết thúc với chiến thắng vô điều kiện của Nga và việc nước này quay trở lại biên giới châu Âu với tư cách là một siêu cường, nhà phân tích này nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng sự lo ngại và cuồng loạn của Tổng thống Zelensky trước sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận cũng đã lan sang các nước phương Tây, khiến một số nhà lãnh đạo châu Âu trở nên thiếu kiềm chế hơn như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Kể từ khi áp điếp sụp đổ, tình trạng hoảng loạn ngày càng tăng ở Kiev và các thủ đô của phương Tây, đặc biệt giữa Tổng thống Zelensky và phe của ông ấy. Sự hoảng loạn này hiện đã đạt đến mức đỉnh điểm, ông Mercury lưu ý. Mới đây, trong tuyên bố đưa ra hôm 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết đã mất hơn 35.000 quân nhân và hơn 2.700 vũ khí trong tháng 5 năm nay. Ông cũng cáo buộc chính các nước phương Tây bằng cách cung cấp vũ khí chuyên dữ liệu tình báo và huấn luyện binh sĩ Ukraine đang leo thang và kéo dài xung đột vũ trang ở nước này. Nga cảnh báo Mỹ về những sai lầm chết người ở Ukraine Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 3 tháng 6 cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với hậu quả chết người nếu phất lờ những tuyên bố của Moscow về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Washington hỗ trợ. Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì, họ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công nước Nga, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh. Tuyên bố của Thứ trưởng Ryabkov ám chỉ đến việc quyết định của Tổng thống Joe Biden vào tuần trước về việc phê duyệt cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Ông đề cập đến những bình luận tuần trước của Tổng thống Vladimir Putin, nhà lãnh đạo đã cho rằng các nước NATO đang đùa với lửa và có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột toàn cầu sâu sắc hơn. Tôi kêu gọi những nhân vật này ở Mỹ dành một chút thời gian trong ngày để nhìn lại cách tiếp cận của họ, để nghiên cứu chi tiết những gì Tổng thống Putin đã nói. Thứ trưởng Ryabkov nói thêm. Theo các chuyên gia quân sự, quyết định của Tổng thống Biden đánh dấu một sự thay đổi quan trọng sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Điện Kremlin cho biết quyết định của Tổng thống Biden cho thấy sự can dự sâu sắc của Washington vào cuộc xung đột. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, gọi quyết định của Tổng thống Biden là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột. Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Đây không phải là hỗ trợ quân sự, đây là tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi." Ông Medvedev nói. Ông cũng cảnh báo Nga sẽ phá hủy bất kỳ vũ khí phương Tây nào được sử dụng để tấn công nước này, cả ở Ukraine và lãnh thổ của các quốc gia khác. Hàng trăm xe tăng đang tiến từ Ba Lan tới biên giới. Đoàn xe tăng BT-91 của Ba Lan đã được phát hiện trên đường tới biên giới phía tây Ukraine. Theo báo cáo Warsaw đã điều động khoảng 200 chiến xa loại này. Đây là phiên bản hiện đại hóa từ T-72 của Liên Xô. Những chiếc xe tăng nói trên gần đây đã được Ba Lan tiến hành sửa chữa và hiện đại hóa đáng kể, giúp chúng sẵn sàng sử dụng trong điều kiện chiến đấu. Ngoài xe tăng Ba Lan, cách đây vài ngày, khoảng 30 chiến xa Abrams của Mỹ cũng được phát hiện ở Madeput. Chúng cũng đang tiến về phía lãnh thổ Ukraine. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể về hỗ trợ quân sự mà các nước phương Tây đang cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Sự xuất hiện của các nguồn lực quân sự quan trọng như vậy ở biên giới cho thấy khả năng phương Tây mở rộng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong khi các chuyên gia lưu ý rằng việc cung cấp thêm xe bọc thép cho Kyiv đã đạt được mong đợi, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, với việc vũ khí khí tài trang thiết bị quân sự phương Tây ảo ạt đổ vào Ukraine, Bộ Tổng Tham mưu tại Kyiv nhiều khả năng chuẩn bị tiến hành chiến dịch phản công nhằm lấy lại những địa bàn đã mất trong thời gian qua. Diễn biến trên được hỗ trợ bởi thực tế là tại những chiến trường trọng yếu, đặc biệt là hướng Kharkiv, cuộc tấn công của quân đội Nga gần như không đạt được tiến bộ quan trọng nào từ vài ngày nay, bất chấp đã dùng hỏa lực đến mức tối đa. Đức nhắn nhủ Nga, chúng tôi sẽ bảo vệ từng tất lãnh thổ NATO. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tất đất của NATO trước các mối đe dọa từ Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đông Đức cũng có sự tham dự của Thủ tướng Litva Inrida Simonit. Ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các động thái gần đây của NATO tăng cường phòng thủ cho sườn phía Đông nhằm đề phòng các mối đe dọa từ Nga. Thủ tướng Scholz cũng khẳng định Đức đã đóng vai trò dẫn đầu về sự hiện diện của NATO tại vùng Baltic gần biên giới Nga. Do các mối đe dọa từ Nga chưa dừng lại nên năm ngoái chúng tôi và các đồng minh khác đã quyết định triển khai thêm các đơn vị tới các nước, vùng Baltic và trong tương lai đóng quân vĩnh viễn toàn bộ lữ đoàn ở đó, ông Scholz nói. Ông nhấn mạnh sự thay đổi chính sách an ninh này là cần thiết để cho Nga thấy chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tất lãnh thổ NATO trước các cuộc tấn công theo ông giải pháp ngoại giao sẽ chỉ thành công khi phương tây nắm thế mạnh nhà lãnh đạo đức cũng nói thêm điều cực kỳ quan trọng là các quốc gia vùng baltic có thể tin tưởng rằng đồng minh nato sẽ tham gia phòng thủ chung trong trường hợp bất kỳ thành viên nào bị nga tấn công đó là thông điệp của chúng ta các đồng minh nato nhưng cũng là thông điệp gửi tới nga độ tin cậy của cam kết này tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến những tính toán của nga ông cho biết tổng thống nga vladimir putin hồi đầu tuần trước đã cảnh báo các thành viên nato có thể gánh hậu quả nghiêm trọng sau khi một số nước bật đèn xanh cho phép ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ nga phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cũng nhấn mạnh ukraine và các đồng minh nato sẽ nhận được phản ứng tàn khốc đến mức liên minh sẽ không thể tránh khỏi việc tham gia vào cuộc xung đột Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ những cảnh báo này. Ông nói, NATO đã nghe thấy những cảnh báo này từ Nga nhiều lần trước đây, song ông nhấn mạnh hành động tự vệ của Ukraine không phải là leo thang. Đến nay, ít nhất 14 quốc gia, trong đó có Đức, đã đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để nhắm đến các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Quyết định này cho thấy sự thay đổi đáng kể lập trường chính sách của chính quyền Thủ tướng Scholz. Trước đó, nhưng hầu hết các nước phương Tây, Đức chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ trong phạm vi biên giới do lo ngại nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Hiện giờ, ông Skol cho rằng Ukraine có mọi quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công các mục tiêu ở Nga để tự vệ. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm cần thận trọng để tránh một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Đức là quốc gia viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Nước này đã chuyển nhiều thiết bị quân sự cho Kiev. Ba Lan tự tin đối phương sẽ phải đối đầu hàng nghìn thiết giáp máy bay. Hiện tại quân đội Ba Lan đang trong quá trình xây dựng lực lượng và chưa phải là một thế lực đáng kể vào lúc này. Nếu Nga tấn công Ba Lan ngày hôm nay, chúng ta sẽ tham chiến mà không có hầu hết vũ khí đã được thông báo trong quá trình mua sắm. Ấn phẩm Zezo Polita cho biết Tuy nhiên, trong vòng vài năm nữa, quân đội Ba Lan sẽ trở thành một lực lượng tấn công đáng gồm, có khả năng triển khai hàng nghìn đơn vị vũ khí trên chiến trường. Lực lượng mặt đất của Ba Lan sẽ bao gồm 6 sư đoàn, trong đó có tới 29 tiểu đoàn xe tăng, 53 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 42 tiểu đoàn pháo binh và 36 tiểu đoàn pháo tên lửa. Như báo Ba Lan đã chỉ ra, có tính đến cơ cấu hiện tại của các đơn vị theo cấp tiểu đoàn sẽ cho phép giới chuyên môn ước tính quân đội Ba Lan có trong biên chế ít nhất 1.682 xe tăng, 3.074 xe chiến đấu bộ binh, 756 pháo tự hành và 648 bệ phóng pháo phản lực. Bên cạnh đó, không quân Ba Lan đang được hiện đại hóa nhanh chóng, họ sẽ tiếp nhận 32 tiêm kích tàng hình F35, mua thêm một số F15EX và sản xuất FA-50 để tăng cường cho phi đội F16 Block 52 gồm khoảng 50 chiếc hiện nay. Đây rõ ràng là lực lượng ấn tượng sẽ cho phép Ba Lan chiếm vị trí một trong những cường quốc quân sự quan trọng nhất và không chỉ trong NATO mà trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh tình trạng hiện tại có vẻ kém lạc quan hơn nhiều. Ví dụ như Warsaw hiện có khoảng 1.000 xe tăng, ít hơn so với kế hoạch phòng thủ giả định. Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm vì họ có thời gian chuẩn bị và còn được cả khối NATO đứng sau lưng hỗ trợ. Các quan chức phương Tây hợp kính, bàn Nga, Trung Quốc Lực lượng lớn quan chức chính phủ cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới học giả của các nước phương Tây đang tụ họp tại Hội nghị Thượng đỉnh Bilderberg lần thứ 70 ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, tờ The Guardian đưa tin hôm 1 tháng 6. Đây là một sự kiện thường niên bắt đầu diễn ra kể từ năm 1954 theo hình thức hợp kính theo thông cáo báo chí trên trang web của hội nghị, sự kiện năm nay bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 và sẽ kết thúc vào hôm nay 2 tháng 6. Theo thông cáo, hội nghị năm nay quy tụ 131 đại diện đến từ 25 quốc gia, trong đó có một số đại biểu đáng chú ý như Thứ trưởng Tài chính Mỹ, ông Wally Adeyemo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jonathan Feiner, Tổng thống Phần Lan, ông Alexander Stubb, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Charles Michael, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg. Ngoài ra, danh sách tham dự còn có Thủ tướng Hà Lan, Estonia, cũng như Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Ukraine, Thụy Điển và Ba Lan. Tại sự kiện, các quan chức phương Tây hợp kính về nhiều vấn đề quan trọng như trí tuệ nhân tạo AI, tương lai của chiến tranh Ukraine, Nga, Trung Quốc, Trung Đông, khí hậu, vân vân. Vì là cuộc hợp kính, thông cáo của hội nghị cho biết rằng không có chương trình nghị sự chi tiết, không có nghị quyết nào được đề xuất, không có phiếu bầu và không có tuyên bố chính sách nào được ban hành biểu tình lớn ở Berlin phản đối viện trợ Ukraine và chống Nga. Hàng trăm người biểu tình tuần hành ở thủ đô Berlin, Đức để yêu cầu chính phủ Đức ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như ngừng các luận điệu chống Nga, đài RT đưa tin hôm 2 tháng 6. Cuộc biểu tình diễn ra vào hôm 1 tháng 6 sau khi chính phủ Đức ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Đoạn video ghi lại cuộc tuần hành cho thấy những người biểu tình đã giăng các biểu ngữ có nội dung như ngăn chặn chiến tranh và phát ngôn thù địch chống lại Nga, ngăn chặn bài Nga trong chính trị và truyền thông. Một người biểu tình tên Treo nói rằng quyết định của chính phủ Đức sẽ khiến Berlin trở thành đối tác trong cuộc chiến này, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm cho nước Đức, cho người Đức và phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, một người biểu tình khác kêu gọi chính quyền Berlin làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không nhất thiết phải có nền kinh tế chiến tranh và không có chiến tranh trên bộ nào xảy ra. Trên bộ nào. Tổng thống Biden không muốn căng thẳng với Nga leo thang thành thế chiến bà. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn cuộc đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine trở thành một cuộc chiến toàn cầu. Chúng tôi đã lo ngại về sự leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, và những lo ngại đó vẫn còn nguyên giá trị, Tổng thống đã nói rằng ông ấy không muốn chịu trách nhiệm về việc khơi mào thế chiến bà. Chúng tôi không mong muốn xảy ra xung đột với Nga, một cương quốc hạt nhân khác. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với ABC News hôm 2 tháng 6. Ông Kirby nói rằng Tổng thống Biden đã hiểu tất cả hậu quả của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công. Ông nhắc lại rằng Ukraine chỉ được phép nhắm mục tiêu vào các căn cứ, vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác mà Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm. Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài sau khi quân đội nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov, phía đông Ukraine vào tháng trước và đã kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới. Nhà trắng trước đó đã nói rõ rằng lệnh cấm sử dụng tên lửa ATACMS hoặc các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ nga không thay đổi. Tuy nhiên, Nga cho biết Kyiv đã sử dụng ATAC MS và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công các mục tiêu ở Crimea, Donbass, cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson. Kyiv và phương Tây tiếp tục coi những khu vực Nga mới sáp nhập này là lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự ở khu vực Kharkov là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng súng cối và tên lửa xuyên biên giới thường xuyên của Ukraine nhằm vào vùng Belgorod và các thành phố khác của Nga. Ông nói với các phóng viên trong chuyến đi tới Trung Quốc vào tháng trước rằng Moscow không có kế hoạch chiếm giữ thành phố Kharkov. Nga cáo buộc phương Tây chuyển cho Kiev vũ khí tầm xa để tập kích vào lãnh thổ Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới. Moscow cho rằng Nga đang đối đầu không chỉ với Ukraine mà với cả phương Tây. Moscow coi phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine từ phương Tây sẽ không ngăn cản được lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh viện trợ quân sự cho Kiev sẽ dẫn đến lèo thang nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson hồi tháng 4, ông Putin nói rằng không thể tưởng tượng được có ai đó có thể kéo thế giới vào một cuộc chiến tranh toàn cầu mới. Ông nói, một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đặt toàn bộ nhân loại đến bờ vực sinh tồn. Chỉ huy Ukraine phàn nàn về chất lượng tân binh tăng viện ra tiền tuyến Chỉ huy chiến trường Ukraine phàn nàn với truyền thống Mỹ về chất lượng tân binh đưa ra tiền tuyến để hỗ trợ ngăn đà tiến của Nga. Washington Post dẫn lời các binh sĩ và chỉ huy Ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến cho hay, các tân binh được tăng viện trong thời gian qua đang thiếu những kỹ năng cơ bản như lắp súng và bắn vũ khí. Các chỉ huy đặt ra câu hỏi về chất lượng hoạt động huấn luyện khi họ phải đào tạo lại những tân binh lẽ ra phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi được triển khai. Họ cũng bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang thiếu đi những binh sĩ có kinh nghiệm chiến trận mạc khi cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết. Theo Washington Post, khi Ukraine luân chuyển những người từ các vị trí hậu phương để thay thế các chiến binh tiền tuyến, nhiều người không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để chiến đấu. Đáng chú ý, đây không phải là những người lính mới nhập ngũ trong thời gian qua mà đã được trải qua huấn luyện. Một sĩ quan của lữ đoàn cơ giới số 93 có biệt danh Smith nói rằng một số tân binh dưới quyền Anh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường. Smith cho biết, chúng ta đang lãng phí rất nhiều thời gian vào việc đào tạo cơ bản ở đây. Anh đã yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn mỗi ngày lữ đoàn cơ giới số 93 đã tham gia vào một số trận giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến, bao gồm các trận đánh ở Bắc Mút, cốp và Abkhazia. Những người mới trong đơn vị của Smith có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chashtya, Donetsk, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Một người lính mới đến đơn vị có biệt danh và nói với Washington Post rằng anh chỉ được thông báo trước một ngày là sẽ phải ra tiền tuyến. Đối với những tân binh, các trung tâm huấn luyện của Ukraine hầu như không được trang bị đầy đủ để đào tạo cơ bản cho binh lính, theo Washington Post. Một người hướng dẫn nói rằng một số cơ sở huấn luyện không có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện. Không có lựu đạn để ném trong các trung tâm huấn luyện và không có đạn cho súng phóng lựu. Chúng tôi không có một hệ thống đào tạo đầy đủ tại chỗ, ông thừa nhận. Phương Tây rất quan tâm đến việc huấn luyện quân đội Ukraine. Kiev gần đây đã bắt đầu nhận được các lô thiết bị và vũ khí quân sự mới của Mỹ, nhưng nguồn nhân lực suy giảm là một vấn đề rất lớn. Khi Ukraine cố gắng bù đắp những khoảng trống trong quân đội của mình, các quốc gia thành viên NATO đã bóng gió về kế hoạch triển khai các huấn luyện viên quân sự ở Ukraine để hỗ trợ đào tạo các nhóm tân binh. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và đào tạo lực lượng để theo kịp Nga, đặc biệt là hậu phương của nước này dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Moscow thiếu khu vực an toàn để huấn luyện vì Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ukraine có thể phải tiếp tục đưa lính sang các nước NATO để được đào tạo. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, nhận định có một số sự lựa chọn khó khăn giữa việc rút những người lính có kinh nghiệm từ tiên tuyến để hỗ trợ đào tạo nhân sự mới hoặc chấp nhận việc đào tạo tân binh gặp thách thức. Yết về ISVK nói thêm rằng chất lượng tổng thể của quân đội tiền tuyến Ukraine có thể giảm khi tân binh thay thế các binh sĩ có kinh nghiệm, nhưng những người lính mới hơn có thể sẽ học hỏi nhanh chóng khi tác chiến cùng các quân nhân đã chiến đấu nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Hàng trăm xe tăng đang tiến từ Ba Lan tới biên giới. Đoàn xe tăng BT-91 của Ba Lan đã được phát hiện trên đường tới biên giới phía tây Ukraine. Theo báo cáo, Warsaw đã điều động khoảng 200 chiến xa loại này. Đây là phiên bản hiện đại hóa từ T-72 của Liên Xô. Những chiếc xe tăng nói trên gần đây đã được Ba Lan tiến hành sửa chữa và hiện đại hóa đáng kể, giúp chúng sẵn sàng sử dụng trong điều kiện chiến đấu. Ngoài xe tăng Ba Lan, cách đây vài ngày, khoảng 30 chiến xa Abrams của Mỹ cũng được phát hiện ở Madeput. Chúng cũng đang tiến về phía lãnh thổ Ukraine. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể về hỗ trợ quân sự mà các nước phương Tây đang cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Sự xuất hiện của các nguồn lực quân sự quan trọng như vậy ở biên giới cho thấy khả năng phương Tây mở rộng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong khi các chuyên gia lưu ý rằng việc cung cấp thêm xe bọc thép cho Kyiv đã đạt được mong đợi, bao gồm cả từ Hoa Kỳ. Với việc vũ khí khí tài trang thiết bị quân sự phương Tây ào ạt đổ vào Ukraine, Bộ tổng tham mưu tại Kyiv nhiều khả năng chuẩn bị tiến hành chiến dịch phản công nhằm lấy lại những địa bàn đã mất trong thời gian qua. Diễn biến trên được hỗ trợ bởi thực tế là tại những chiến trường trọng yếu, đặc biệt là hướng Kharkiv, cuộc tấn công của quân đội Nga gần như không đạt được tiến bộ quan trọng nào từ vài ngày nay, bất chấp đã dùng hỏa lực đến mức tối đa. Đức nhắn nhủ Nga, chúng tôi sẽ bảo vệ từng tất lãnh thổ NATO. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tất đất của NATO trước các mối đe dọa từ Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đông Đức cũng có sự tham dự của Thủ tướng Litva Inrida Simonit. Ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các động thái gần đây của NATO tăng cường phòng thủ cho sườn phía Đông nhằm đề phòng các mối đe dọa từ Nga. Thủ tướng Scholz cũng khẳng định Đức đã đóng vai trò dẫn đầu về sự hiện diện của NATO tại vùng Baltic gần biên giới Nga. Do các mối đe dọa từ Nga chưa dừng lại nên năm ngoái chúng tôi và các đồng minh khác đã quyết định triển khai thêm các đơn vị tới các nước, vùng Baltic và trong tương lai đóng quân vĩnh viễn toàn bộ lữ đoàn ở đó, ông Scholz nói. Ông nhấn mạnh sự thay đổi chính sách an ninh này là cần thiết để cho Nga thấy chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tất lãnh thổ NATO trước các cuộc tấn công theo ông giải pháp ngoại giao sẽ chỉ thành công khi phương tây nắm thế mạnh nhà lãnh đạo đức cũng nói thêm điều cực kỳ quan trọng là các quốc gia vùng baltic có thể tin tưởng rằng đồng minh nato sẽ tham gia phòng thủ chung trong trường hợp bất kỳ thành viên nào bị nga tấn công đó là thông điệp của chúng ta các đồng minh nato nhưng cũng là thông điệp gửi tới nga độ tin cậy của cam kết này tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến những tính toán của nga ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần trước đã cảnh báo các thành viên NATO có thể gánh hậu quả nghiêm trọng sau khi một số nước bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nhấn mạnh, Ukraine và các đồng minh NATO sẽ nhận được phản ứng tàn khốc đến mức liên minh sẽ không thể tránh khỏi việc tham gia vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ những cảnh báo này. Ông nói, NATO đã nghe thấy những cảnh báo này từ Nga nhiều lần trước đây, song ông nhấn mạnh hành động tự vệ của Ukraine không phải là leo thang. Đến nay, ít nhất 14 quốc gia, trong đó có Đức, đã đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để nhắm đến các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Quyết định này cho thấy sự thay đổi đáng kể lập trường chính sách của chính quyền Thủ tướng Scholz. Trước đó, nhưng hầu hết các nước phương Tây, Đức chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ trong phạm vi biên giới do lo ngại nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Hiện giờ, ông Skol cho rằng Ukraine có mọi quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công các mục tiêu ở Nga để tự vệ. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm cần thận trọng để tránh một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Đức là quốc gia viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Nước này đã chuyển nhiều thiết bị quân sự cho Kiev. Ba Lan tự tin đối phương sẽ phải đối đầu hàng nghìn thiết giáp máy bay. Hiện tại quân đội Ba Lan đang trong quá trình xây dựng lực lượng và chưa phải là một thế lực đáng kể vào lúc này. Nếu Nga tấn công Ba Lan ngày hôm nay, chúng ta sẽ tham chiến mà không có hầu hết vũ khí đã được thông báo trong quá trình mua sắm. Ấn phẩm Zopolita cho biết Tuy nhiên, trong vòng vài năm nữa, quân đội Ba Lan sẽ trở thành một lực lượng tấn công đáng gồm, có khả năng triển khai hàng nghìn đơn vị vũ khí trên chiến trường. Lực lượng mặt đất của Ba Lan sẽ bao gồm 6 sư đoàn, trong đó có tới 29 tiểu đoàn xe tăng, 53 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 42 tiểu đoàn pháo binh và 36 tiểu đoàn pháo tên lửa. Như báo Ba Lan đã chỉ ra, có tính đến cơ cấu hiện tại của các đơn vị theo cấp tiểu đoàn sẽ cho phép giới chuyên môn ước tính quân đội Ba Lan có trong biên chế ít nhất 1.682 xe tăng, 3.074 xe chiến đấu bộ binh, 756 pháo tự hành và 648 bệ phóng pháo phản lực. Bên cạnh đó, Không quân Ba Lan đang được hiện đại hóa nhanh chóng, họ sẽ tiếp nhận 32 tiêm kích tàng hình F35, mua thêm một số F15EX và sản xuất FA-50 để tăng cường cho phi đội F16 Block 52 gồm khoảng 50 chiếc hiện nay. Đây rõ ràng là lực lượng ấn tượng sẽ cho phép Ba Lan chiếm vị trí một trong những cường quốc quân sự quan trọng nhất và không chỉ trong NATO mà trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh tình trạng hiện tại có vẻ kém lạc quan hơn nhiều. Ví dụ như Warsaw hiện có khoảng 1.000 xe tăng, ít hơn so với kế hoạch phòng thủ giả định. Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm vì họ có thời gian chuẩn bị và còn được cả khối NATO đứng sau lưng hỗ trợ. Các quan chức phương Tây hợp kính, bàn Nga, Trung Quốc Lực lượng lớn quan chức chính phủ cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới học giả của các nước phương Tây đang tụ họp tại Hội nghị Thượng đỉnh Bilderberg lần thứ 70 ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, tờ The Guardian đưa tin hôm 1 tháng 6. Đây là một sự kiện thường niên bắt đầu diễn ra kể từ năm 1954 theo hình thức hợp kính. Theo thông cáo báo chí trên trang web của hội nghị, sự kiện năm nay bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 và sẽ kết thúc vào hôm nay 2 tháng 6. Theo thông cáo, hội nghị năm nay quy tụ 131 đại diện đến từ 25 quốc gia, trong đó có một số đại biểu đáng chú ý như Thứ trưởng Tài chính Mỹ, ông Wally Adeyemo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jonathan Feiner, Tổng thống Phần Lan, ông Alexander Stubb, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Charles Michael, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg. Ngoài ra, danh sách tham dự còn có Thủ tướng Hà Lan, Estonia, cũng như Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Ukraine, Thụy Điển và Ba Lan. Tại sự kiện, các quan chức phương Tây hợp kính về nhiều vấn đề quan trọng như trí tuệ nhân tạo AI, tương lai của chiến tranh Ukraine, Nga, Trung Quốc, Trung Đông, khí hậu, vân vân. Vì là cuộc hợp kính, thông cáo của hội nghị cho biết rằng không có chương trình nghị sự chi tiết, không có nghị quyết nào được đề xuất, không có phiếu bầu và không có tuyên bố chính sách nào được ban hành biểu tình lớn ở Berlin phản đối viện trợ Ukraine và chống Nga. Hàng trăm người biểu tình tuần hành ở thủ đô Berlin, Đức để yêu cầu chính phủ Đức ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như ngừng các luận điệu chống Nga, đài RT đưa tin hôm 2 tháng 6. Cuộc biểu tình diễn ra vào hôm 1 tháng 6 sau khi chính phủ Đức ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đoạn video ghi lại cuộc tuần hành cho thấy những người biểu tình đã giăng các biểu ngữ có nội dung như ngăn chặn chiến tranh và phát ngôn thù địch chống lại Nga, ngăn chặn bài Nga trong chính trị và truyền thông. Một người biểu tình tên Treo nói rằng quyết định của chính phủ Đức sẽ khiến Berlin trở thành đối tác trong cuộc chiến này, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm cho nước Đức, cho người Đức và phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, một người biểu tình khác kêu gọi chính quyền Berlin làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không nhất thiết phải có nền kinh tế chiến tranh và không có chiến tranh trên bộ nào xảy ra. Trên bộ nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.